Tập 23. Tại sao hôm nay chàng không tới nơi hẹn? Tại sao không ngắm tuyết cùng ta? Còn nữa, rốt cuộc chàng có thích ta không? Hàn Sinh, ta giữ nàng lại. Thứ nhất, vì thân phận của nàng bí ẩn liên quan tới Bách Linh Đàm. Thứ hai, nàng nợ một khoản lớn, phải làm việc để trả nợ. Có thể giữa chúng ta có nghĩa chủ tớ, có tình sư đồ, nhưng ngoài những thứ đó ra tuyệt nhiên không có gì khác. Hy vọng nàng, nàng đừng hiểu lầm nữa. Vậy tại sao chàng lại cứu ta hôm lễ cưới? Tư Mão giả mạo Linh Quân, nàng đi chẳng khác nào chui vào hang cọp. Dù đổi thành người khác, bổn quân cũng sẽ đi cứu. Ta không tin. Chúng ta cùng nhau đi bắt Bạch Kiếm, cứu Tiểu Sơn tìm Thẩm Từ. Thời gian đó trải qua bao hoạn nạn, rõ ràng chàng đã đồng lòng với ta. Chàng nhìn ta đi. Tuy chàng không thừa nhận, nhưng nếu như thích một người, ánh mắt không thể giấu nổi. Hàn Sinh, sao lại thế này? Nàng còn nhớ không, khi chúng ta gặp nhau, một khi túc thư của nàng bị phá dở, linh lực của ta cũng sẽ bị áp chế. Sau đó nàng lại ngất đi hai lần nữa, một lần ở bên Đàm, còn một lần ở Nam Nguyên Quốc. Từ khi đó, ta phát hiện linh lực của ta đang không ngừng hút linh lực của nàng, chiếm đoạt tinh phách nàng. Đinh bà cũng đã xác nhận hồn phách của hai ta cố chiếm đoạt lẫn nhau, theo thời gian sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí nàng sẽ chết mòn vì ta. Có phải đây chính là lý do chàng bỏ ta ở Nam Nguyên Quốc? Đúng vậy. Chỉ là ta không ngờ tên tiểu quốc dương này là ma, hắn sẽ làm hại nàng. Tóm lại, ta và nàng vốn đã không thể ở bên nhau. Sớm muộn nàng cũng phải rời khỏi Bách Linh Đàm, sống cuộc sống của người bình thường. Cho nên tình cảm nàng dành cho bổn quân hãy dứt sớm đi thì hơn. Chuyện này mơ hồ mù mịt, sao có thể gì cái gọi là ý trời này mà phủ nhận tình cảm con người chứ? Chẳng lẽ không có cách nào khác để ứng phó sao? Điều duy nhất có thể làm là rời xa nhau. Nhưng nàng đừng nói nữa. Kể cả không có chuyện này, người và yêu không cùng đường, ta và nàng khó có kết cục tốt. Lòng ta đã quyết, nếu nàng muốn ở lại Bách Linh Đàm thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu khi nào nàng muốn rời đi thì tìm Khổng Lang sắp xếp. Được, ta hiểu rồi. Làm phiền quân thượng rồi. Nguội rồi. Không nguội tí nào.
bát cháo nóng hổi thật là ngon. Đừng khóc nữa. Người có khóc thế nào, tên yêu quái thối tha đó cũng chẳng để ý đâu. Mọi năm tháng chạp trời lạnh giá, năm nay tháng chạp mùa lạnh đã qua, ăn bát cháo lạc bát làm từ bát bảo, năm sau thuận buồm xuôi gió, cát tường như ý. Nhận một phần chúc phúc, đêm nay sẽ sớm được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Mở nồi, mở nồi rồi. Để ta. Đa tạ. Hàng xin cô nương, ngươi nghỉ ngơi chút đi, cứ để ta. Không sao đâu, không cần khách khí. Ta còn phải trả nợ nữa, nhưng ta sợ món nợ của ngươi càng trả lâu càng nợ nhiều. Ô Thượng tỷ tỷ, thực sự xin lỗi tỷ. Vậy ta đi giúp đưa bác. Đa tạ. Tiên sinh để ta, cứ để ta. Không cần đâu Hàng xin cô nương, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ở đây có hai vợ chồng ta rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Đừng vội, đừng vội. Đa tạ. Tướng công, nghỉ ngơi một chút đi. Lễ tết thế này, muốn cho ta ăn cháo hay muốn thể hiện tình cảm cho ta xem đây? Tránh ra. Cháo của ta, cháu của ta. Cháu của sư phụ. Trộm vàng trộm bạc ta gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng gặp kẻ trộm phước của người khác là ngươi. Sao hả? Ở học đường ý mạnh hiếp yếu chưa đủ, bây giờ đến cả cháu của trẻ con cũng muốn cướp sao? Không liên quan tới ngươi. Cô định chạy à? Cháu, cháu của sư phụ. Trước kia có tên Khổng Thất vô dụng ngăn cản, hôm nay thần tiên cũng khó cứu ngươi. Ngươi định làm gì? Muốn trách thì trách ngươi lo chuyện bao đồng. Dừng tay. Hàng xin cô nương, ngươi không sao chứ? Đây chẳng phải tên nhóc nhà vô ngân sao? Không ở Phật Âm Cốc niệm kinh, lại chạy ra đây kiếm chuyện làm gì? Chỉ có đứa trẻ quan không cha không mẹ mới đi giành phước của người khác. Ngươi nói gì? Nói ngươi đấy. Thật không hiểu, bậc hiền sĩ rất mực khiêm tốn như vô ngân tiên sinh, sao lại nuôi một đứa trẻ dung ân bội nghĩa như ngươi? Được rồi, đang ngày lễ vui, không nên gây chuyện. Giải tán hết đi. Hàng sinh, chúng ta về trước đi. Ngươi cũng về sớm đi, đừng để sư phụ ngươi lo lắng. Đứng lại. Sư phụ, gây chuyện rồi à? Dạ đâu có. Ta đã biết rồi. Tên Khổng Tước thối tha đó nói với người à? Là ngươi nói cho ta biết.
Nói đi, lần này là gì sao? Sư phụ, tại họ trước, Tư Đồng. Biết lỗi mới sửa được, biết trước sửa sao? Như phải thành thật. Ta đã cướp giáo lập bát của họ. Sau đó họ nói cha là đứa trẻ quan không cha không mẹ. Tư Đồng, Tết đoàn viên lập bát, ta chỉ muốn cùng sư phụ ăn một bát cháo lập bát, để sư phụ cũng tăng thêm chút linh lực. Sư phụ, ta có lỗi sao? Quá khứ của ngươi, trước đây ta không muốn nói, vì không muốn ngươi quanh quẩn với quá khứ. Nhưng hôm nay, sư phụ vẫn phải nói cho ngươi sự thật. 500 năm trước, dược quỷ quái đã từng xảy ra biến loạn. Vô số quỷ quái thoát ra. Bách Tinh Đàm trong chốc lát hỗn loạn vô cùng, rất nhiều yêu quái trốn chạy. Khi ta gặp ngươi, cha mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi mà chết trong lúc chiến đấu. Họ để lại hoa sen giúp ngươi rửa sạch ma khí bị nhiễm. Sự thật là như vậy sao? Tư Đồng, nếu không nhờ sư phụ chăm sóc, Tư Đồng đã sớm không nơi nương tựa, chết nơi đất khách rồi. Tư Đồng không có cách nào báo đáp cha mẹ, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của sư phụ. Tư Đồng, chỉ tiếc là thời khắc đoàn viên vẫn không có cách nào cùng sư phụ ăn một bát cháo lạp bát. Ngươi mở ra xem đi. Sư phụ, là bọn trẻ ở học đường đem tới. Đệ tử không hiểu, không cầu gì cả, chính là có tất cả. Thứ ngươi cố gắng tranh cướp để có được, cuối cùng cũng không thuộc về ngươi. Ngược lại, thương người như thương thân, nghiêm với mình mới có người gần. Khi có việc, mọi người cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Mọi người đều nghĩ tới sư phụ. Vậy mọi khi sư phụ nghĩ tới ai nhiều nhất? Người tu pháp, hiền từ làm đầu, lòng ôm thiên hạ, xót thương làm đầu, quá độ chúng sinh. Tư Đồng, người phải dốc sức tu luyện, sớm diệt trừ ma khí trong người, trở thành người dung túi cho vạn vật. Tư Đồng dù có tu pháp thế nào, trong lòng cũng chỉ có một mình sư phụ. Ăn cháo đi. Linh bà cũng đã xác nhận hồn phách của hai ta cố chiếm đoạt lẫn nhau, theo thời gian sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí nàng sẽ chết mòn vì ta. Cái gì mà hồn phách chiếm đoạt lẫn nhau? Còn lâu ta mới tin. Nói nhăng nói cuội. Cô nương, cô nương, mau tỉnh lại đi. Sư phụ, đây là ai vậy? Trên đường đi, Hàn Sinh gặp cô nương bị thương này, nên đã đưa đến đây. Xem ra không phải người trong đàm.
Có lẽ là do kết giới không ổn định nên đi lạc vào. Xem ra không những bị nội thương mà còn trúng độc không nhẹ. Đừng qua đây. Các ngươi là ai? Đây là đâu? Cô nương, đây là phòng dược của Bách Linh Đàm. Đây là đồ đệ của ta, Tư Đồng. Đây là người đưa cô đến, Hàn Sinh. Tại hạ là Vô Ngân. Ngươi chính là Vô Ngân tiên sinh. Cầu xin Vô Ngân tiên sinh hãy cứu tiểu nữ. Cầu xin tiên sinh, cô đang bị thương, đứng dậy rồi nói. Tiểu nữ tên Nguyệt Cơ, vốn là bọ cạp trong đại mạc, thỉnh thoảng có đi cướp của đoàn lạc đà qua lại để làm kế sinh nhai. Một hôm khi hành động, ta khiến mọi người bất tỉnh, nhưng lại thấy một nam tử tỉnh dậy. Ta không muốn giết người, nhưng nam tử đó lầm rằng ta là lữ khách lạc đường, nên đã mời ta đi cùng. Ngày này qua ngày khác, chúng ta dần sinh tình cảm. Nhưng ai ngờ hắn là pháp sư Bắc Yêu mà đội buôn thuê đến. Nhưng lúc ta không phòng bị đã hạ độc vào rượu. Còn nói với ta, đợi đến khi dung nhan ta hoàn toàn bị quỷ, độc tố cũng sẽ lan ra lục phủ ngũ tạng. Nguyệt Cơ nghe nói trong Bách Linh Đàm có Vô Ngân tiên sinh y thuật tinh thông, nên đến đây xin cầu cứu. Mong tiên sinh hãy cứu mạng. Cô nương, cô nương, sư phụ, người này lai lịch bất minh, lời nói khó phân biệt thật giả, giữ lại e là không tiện. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Sao ngươi xấu xa vậy? Lúc nào cũng nghĩ người khác như mình. Ngươi quan tâm cô ta như vậy, vết thương trên người cô ta 8 phần là do ngươi. Ngươi, Tư Đồng, hãy coi chúng sinh như chính bản thân mình. Khi con gặp nạn cũng đâu mong không ai cứu mình. Tư Đồng, sư phụ quyết định giữ cô ấy lại. Đa tạ Vô Ngân tiên sinh. Cô nương, cô nương, đêm nay trăng đẹp thật đấy. Lẽ nào sư phụ vẫn chưa ngủ? Sư phụ, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám trộm linh dược của sư phụ? Sư phụ ta từ bi giữ ngươi ở lại, mà ngươi dám lấy quán báo ân? Quả nhiên lòng dạ bỏ cạp. Ta thấy ngươi cũng không cần đợi nỗi đau kia độc lan tỏa toàn thân. Giờ ta sẽ kết liễu ngươi luôn. Dừng tay. Sư phụ, sao ngươi phải làm vậy? Đơn giản lắm. Lòng người khó lường, ta đã được lĩnh hội sâu sắc. Nay tiên sinh định chữa cho ta, sao biết ngày mai ngài không đổi ý? Chẳng qua ta chỉ muốn tự giữ thân mà thôi. Sư phụ ta đã nói là làm, nó sẽ chữa trị cho ngươi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Ngược lại chính ngươi, cái gì mà tự bảo vệ mình? Sư phụ, người này tuyệt đối không được giữ lại. Muốn đuổi ta ra khỏi đàm cũng được, chiếm giết thế nào cũng được. Dù sao thì ta sớm cũng đã trúng kịch độc rồi, mạng chẳng còn bao lâu. Ta sẽ trị khỏi cho cô. Sư phụ, Nguyệt Cơ cô nương, thứ cô cần chữa không phải ngoại thương, cũng không phải nội thương, mà là trái tim. Không còn tin tưởng người khác, Vô Ngân ngu dốt, sẽ tin tưởng cô nương thêm lần nữa. Cũng hy vọng cô nương tin ta. Tiên sinh thật sự muốn tiếp tục
cứu chữa cho ta sao? Người tu tiên không nói lời gian dối. Mong cô nương đừng làm những việc vô nghĩa nữa, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Cũng muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Sư phụ, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ nên cứ làm. Những điều này đều là người dạy con. Cô ta chính là kẻ trộm, là một kẻ lừa gạt. Sao người còn giữ cô ta lại? Cô còn nói nữa sao? Dù cô ta có là kẻ trộm, tại sao con lại có nỗi lòng giết chóc? Con Tư Đồng, con người không có thiện ác, thiện ác nằm ở trong tâm. Nguyệt Cơ cô nương bị người ta hãm hại nên trong lòng vẫn còn niệm ác, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Nếu có thể cho cô ấy cơ hội, cô ấy sẽ bỏ ác theo thiện. Cũng như con vậy, dù trời sinh đã mang ma khí, nhưng nếu vẫn giữ được tâm thiện sẽ không bị rơi vào ma đạo. Sư phụ, người còn so sánh con với cô ta. Con là đồ đệ của người mà. Vì sư chỉ lấy ví dụ thôi, không có ý so sánh con với cô ấy. Vì ý của người là, trong mắt người, con cũng giống cô ta, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ đáng thương. Tư Đồng, cô đang cãi ngang với sư phụ sao? Không. Hoặc là Tư Đồng đã tự hiểu lầm tình cảm mà sư phụ dành cho con thôi. Thần nữ, mặc dù ta không còn nhớ chuyện trên trời, nhưng ta biết người là người đã ban cho ta linh hồn, từng ban cho ta ma liên để bảo vệ an nguy của Dông Xuyên. Nhưng vạn vật có linh tính, ma liên thành người, bị ta lén lút coi là đồ đệ dưỡng dục hàng trăm năm. Ta vốn định quá độ ma khí trong người nó, nhưng khó độ nhất chính là mình, là lòng tham và sân hận của mình. Vô Ngân làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không? Sư phụ, con sao có thể giống cô ta? Con sẽ không bao giờ làm hại người mà. Ai? Đừng giả thần giả quỷ. Ngươi là ai? Ta, ta là đồng loại của ngươi. Tiên sinh, người đã về rồi. Cô vất vả rồi. Buổi chiều ta sẽ thu thảo dược vào. Cô nghỉ ngơi một lát là có thể về bên chỗ quân thượng rồi. Không vội không vội, bên đó rảnh lắm. Ta cứ ở chỗ tiên sinh thôi. Mấy việc phân loại thảo dược này ta giỏi lắm. Hàn Sinh, cô có tâm sự phải không? Tiên sinh, không giấu gì người, ta có chuyện này không hiểu. Biết đâu người có thể trả lời được cho ta. Đó là, nếu như người thích một người mà người đó lại luôn nghĩ mọi cách để trốn tránh, đẩy ra xa, người sẽ làm gì? Đúng là câu hỏi khó.
Ở đời, người hữu tình luôn là như vậy. Tưởng cầm lên được thì sẽ buông xuống được. Nhưng thật ra không phải. Càng chối đẩy, lại càng để tâm hơn. Càng chối đẩy, lại càng để tâm hơn. Vậy tiên sinh bảo ta phải làm sao? Suy nghĩ của kẻ khác cô không thể kiểm soát được, nhưng cô phải hiểu rõ lòng mình. Trong lòng có tình cảm thì hãy cứ yêu. Cho dù là thánh nhân thì cũng như vậy. Ta đã hiểu rồi. Vậy sao ta? Ta đi sắc thuốc cho Nguyệt Cơ đây. Xuân yêu, chàng có đó không? Ta biết chàng trong đó. Chàng mau ra đây, ta có chuyện muốn nói với chàng. Rốt cuộc chàng muốn trốn tránh đến khi nào nữa? Mang một câu hồn phách xung khắc mà tưởng đuổi ta được à? Ta không phục. Xuân yêu, Xuân yêu, Xuân yêu, chàng mau ra đây. Hàng xin cô nương, hôm nay quân thượng tu bổ kết giới nên tiêu hao linh lực, đang bế quan tu dưỡng. Người đừng quấy rầy người ấy. Không được, ta muốn tìm chàng để hỏi cho rõ. Xuân yêu, hàng xin cô nương, ngươi chưa từng nghe câu nói này sao? Không bao giờ gọi được một người đang giả vờ bế quan. Có bản lĩnh thì chàng ta bế quan trong đó cả đời đi, đừng bao giờ gặp ta nữa. Mấy ngày rồi, cơn ác mộng này sao cứ để bám ta mãi? Khuôn mặt này của ta có thể đi dọa thử tên yêu quái thối tha đó. Nhưng chàng trốn đánh ta lâu như vậy, e là trông ta thế nào chắc cũng quên rồi. Gặp ta chắc chưởng cho một phát, bảo ta là yêu quái. Dùng Ngân còn nói, trong lòng có tình cảm thì hãy cứ yêu. Nhưng ta gặp còn chẳng được gặp chàng. Lẽ nào bắt ta dùng ý niệm để nói lời yêu sao? Nhưng mà lại lỡ là Nguyệt Cơ bị thương rồi. Nếu không cũng không cần phải lương tâm bất an, ngày nào cũng sắc thuốc ở đây. Đến cửa phòng Xuân Yêu đợi 12 canh giờ, ta không tin không bắt được chàng ấy. Sư phụ giữ Nguyệt Cơ lại, quả nhiên là bởi vì cô. Cho thêm ít củi vào là được rồi. Đâu mất rồi? Rõ ràng là để đây mà. Lẽ nào có ma? Ngươi cứ ở đây mà đợi đi. 12 canh giờ không ra được, xem ngươi có chết ngạt không. Này, ai đang ở ngoài thế? Này, mở cửa cho ta.
Bên ngoài có ai không? Ta mà biết kẻ nào nhốt bổn công chúa ở đây, ra ngoài ta sẽ không tha cho ngươi.